tiếp theo. Zuma chạy đi. Còn đây Sky và Maxo chạy đi nào. Trời trời, chạy đi đâu. Robbo. Cuối cùng ta cũng đã bắt hết những bạn chó cứu hộ rồi. Quay về nhà thôi các bạn ơi, những bạn chó cứu hộ đang gặp nguy hiểm. Lại là bàn tay ma quái hả? Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ điều động các xe công trình đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nha. Bip 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 bip. Đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nào. Bip 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 bip. Đi giao những hộp đồ chơi này cho anh siêu nhân nhện nha các bạn. Bip 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 bip. Hello, xin chào tất cả các bạn chó cứu hộ. Các bạn chó cứu hộ ơi, cho mình giao những cái hộp đồ chơi này cho anh siêu nhân nhện nha. Wow wow wow. Xin chào xe Ben. Xe Ben đi giao đồ chơi hả? Anh siêu nhân nhện không có nhà. Xe Ben hãy cứ để hàng dưới đây đi, để tụi mình chống chó. Rồi rồi, mình biết mà. Để mình mang những hộp đồ chơi này xuống nha. Rất là nhiều món đồ chơi luôn. Rồi, mình sẽ gửi tất cả món đồ chơi này cho các bạn chó cứu hộ nha. Các bạn chó cứu hộ hãy giữ giùm anh siêu nhân nhện nha. Rồi, mình sẽ để đây nha. Tổng cộng là 3 hộp đồ chơi nha các bạn chó cứu hộ. Thôi được rồi, bạn xe Ben cứ để đây đi. Tụi mình sẽ trông chừng những cái hộp đồ chơi này cho. Bạn cứ về đi nha. Các bạn chó cứu hộ hãy giữ giùm mình nha. Mình đi đây. Xin chào tất cả các bạn chó cứu hộ. Các bạn còn nhớ ta không? Gâu gâu gâu. Bàn tay ma quái. Bàn tay ma quái kìa các bạn ơi. Mau chạy đi. Mau chạy đi. Ha ha. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu nào? Rocky. Ha ha ha. Tiếp theo Zuma chạy đi. Ha ha ha. Còn đây Sky và Maxo chạy đi nào. Ha ha ha. Trời trời, chạy đi đâu? Robbo. Cuối cùng ta cũng đã bắt hết những bạn chó cứu hộ rồi. Còn đây, đây là những hộp đồ chơi mới của siêu nhân nhện. Được rồi, bây giờ ta sẽ lấy đi luôn. Tiếp theo, đây là hộp đồ chơi robot. Cuối cùng, đây là hộp đồ chơi thành phố xe. Cuối cùng ta cũng đã lấy hết những bài chó của họ và lấy những hộp đồ chơi mới của siêu nhân nhện rồi. Ta đi đây. Ôi không xong rồi các bạn ơi, bàn tay ma quái đã tới đây lấy hết những bạn chó cứu hộ và hộp đồ chơi mới của anh siêu nhân nhện rồi. Bây giờ mình sẽ gọi cho anh siêu nhân nhện quay trở về nha. Alo, anh siêu nhân nhện ơi, anh hãy về nhà đi. Bàn tay ma quái đã tới lấy cắp hết những món đồ chơi và những bạn chó cứu hộ của anh rồi kìa. Quay về nhà thôi các bạn ơi, những bạn chó cứu hộ đang gặp nguy hiểm. Các em xe công trình ơi, những bạn chó cứu hộ đã mất tích lâu chưa vậy? Ồ, oh, anh đã về rồi. Những bạn chó cứu hộ mới bị bàn tay ma quái bắt cóc đó anh. Lại là bàn tay ma quái hả? Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ điều động các xe công trình đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nha. Rồi, các em xe công trình ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nha. Beep, 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 beep. Đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nào. Beep, 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 beep. Wow, các bạn ơi, các bạn ơi. Ở trên đây có cái gì nè các bạn? Ở đây có một cái bụi chuối nè các bạn ơi. Wow, ở đây có nhiều cái lá chuối quá các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái bụi chuối này ra coi bên trong là có cái gì nha. Lấy ra hết nha. Wow, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Đâu, lấy ra thử coi. Đây là hộp đồ chơi của siêu nhân nhện nè các bạn. Vậy là bàn tay ma quái đã giấu cái hộp đồ chơi ở đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hộp đồ chơi này ra coi nha. Cái gì nè các bạn? Wow, đây là những cái chiếc xe trong thành phố xe đó các bạn. Đây có máy bay nè các bạn. Đây máy bay ra. Còn đây là cái đuôi nè các bạn. Cái đuôi máy bay nè. Rồi chúng ta lấy ra gắn vô cho máy bay nha các bạn. Gắn vô. Rồi xong rồi các bạn ơi, cái máy bay rất là đẹp đúng không? Rồi tiếp theo, ở đây có cái gì đây? Đây là một chiếc xe container nè các bạn. Rồi, để qua một bên luôn. Tí nữa chúng ta sẽ mang về cho anh siêu nhân nhện nha. Đây nè các bạn, chiếc xe bớt nè các bạn. Xe bớt cảnh sát hả? Rồi, để bạn xe bớt cảnh sát ở đây luôn. Rồi, tiếp theo, ở đây
Đây là một bạn cano các bạn ơi. À, rồi, để đây luôn nha. Wow, cái thành phố xe này đó, rất là nhiều xe, máy bay và cano rồi các bạn ơi. À, đây là máy bay trực thăng nè. Rồi, đây là xe cảnh sát nè các bạn. À, rồi đây là ai đây? À, đây là một anh công nhân các bạn ơi. Rồi, để anh công nhân đây luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những chiếc xe này bỏ lên xe ben nha các bạn. Đó, bỏ lên xe ben. Rồi. À, lấy bỏ lên xe ben nha. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp nha các bạn. Ở bên trong này nè các bạn ơi. Wow, còn rất là nhiều tàu lá chuối luôn các bạn ơi. Đây là hộp đồ chơi nữa nè. Rồi, lấy ra coi coi. Wow, đây là hộp đồ chơi của anh siêu nhân nhện nữa nè các bạn. Đây là bộ xe cứu hỏa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bộ xe cứu hỏa này ra coi nha. Wow. Đây là những chiếc xe gì đây, lấy ra hết coi các bạn. Đây là xe bus nè các bạn. Rồi. Rồi, đây là xe cứu hỏa chữa cháy nè. À, còn đây là xe thang cứu hỏa nè các bạn. Wow, rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. Ở đây có xe thang nè, xe thang nè, xe bus nè. Rồi mình sẽ để mấy chiếc xe này lên chiếc xe ben nha các bạn. Lên chiếc xe ben này nha. Rồi đây nè các bạn ơi, rất là nhiều xe luôn. Xe thang cứu hỏa nè, xe thang chữa cháy nè, rất là nhiều xe chữa cháy luôn ha. Wow, ở đây có chiếc mô tô nè các bạn. Wow, win win win. Rồi bỏ những chiếc này lên đây luôn nha các bạn. Bỏ vô đây. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp nha các bạn. Qua đây khám phá tiếp nha. Wow, lấy ra. Lấy ra các bạn ơi. Đây thêm một hộp đồ chơi nữa nè các bạn. Wow, còn trên đây nữa. Lấy ra hết nha. Wow, hai hộp đồ chơi luôn. Wow, ở đây có cái núi cát nè, có rất là nhiều xe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái hộp này ra nha các bạn. Mẹ ở đây các bạn ơi. Rồi, đây nữa các bạn. Wow, nhiều xe quá à. Rồi, ở trong này đó các bạn. Trong này có cái gì đây? Ồ, hình như là một bạn chó cứu hộ hay sao các bạn. Ồ, đúng rồi các bạn ơi. Đây là bạn Maxo nè các bạn. Rồi, mình sẽ cho Maxo lên luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe cẩu múc cát xuống đây. Đào cái núi cát này ra nha các bạn. Cho bạn xe cẩu múc cát này nè các bạn. Rồi, mình sẽ cho bạn xe cẩu múc cát này ở đây. Rồi, bây giờ bạn xe cẩu múc cát hãy làm việc đi nào. Đào ra, đào ra. Wow, chúng ta đã tìm thấy một bạn Maxo rồi các bạn ơi. Rồi, còn đây, đây là bạn gì đây các bạn? Wow, đây là Zuma. Vậy là những bạn chó cứu hộ bị chôn giấu ở đây nè các bạn. Bạn tay ma quái đã chôn giấu những bạn chó cứu hộ ở đây nè. Rồi, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow, đây là chiếc xe cẩu múc cát. Rồi, tiếp theo, đây là chiếc xe gì đây? Wow, lại là chiếc xe cẩu múc cát nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đào ra nha các bạn. Đào ra các bạn ơi. Wow. Đào ra, đào ra. Ồ, đây có rất là nhiều xe luôn rồi các bạn. Đây là xe chở rác nha. Rồi, lấy xe chở rác ra. Rồi, còn đây, đây là xe gì đây? À, đây là xe chở rác luôn. Rồi, lấy ra luôn. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn ha. Rồi, đào ra các bạn ơi. Đào ra các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là ai đây? À, đây là Robo các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho Robo đây nha. Wow, rất là nhiều bạn luôn. Ồ, ở đây nữa các bạn. Đây nè, đây nè. À, đây là ai đây? Đây là Rocky, đúng rồi, Rocky nha. Rồi, cho Rocky đây. Rồi, tiếp theo, đây là cái gì nè các bạn. Rồi, mình sẽ lấy cái này ra luôn nha. Đó, rồi, lấy ra. Wow, các bạn ơi. Ồ, một bịch đồ chơi luôn. Ồ, một bịch đồ chơi robot nè các bạn. Rồi, còn đây. Ồ, đây là xe gấp gỗ. Rồi, cho ra đây. Rồi, còn đây, đây là cái gì đây? Wow, đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Đó, rất là nhiều bạn luôn. Ồ, còn đây nè. À, đây là Sky của chúng ta nè các bạn. Vậy là mình đã tìm thêm được một bạn chó cứu hộ nữa. Cho những bạn này lên đây luôn. Rồi, còn bạn nào không? Wow, ở đây có cái gì nè các bạn. Wow, có cái gì đây nè. Rồi, lấy ra nha các bạn. Lôi ra. Wow, nặng quá các bạn ơi. Wow, ở đây là những anh siêu nhân nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi, cho những anh siêu nhân ra đây nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm nha các bạn. Wow, các bạn ơi, mình cầm chúng bạn gì đây nè. À, đây là Trey các bạn ơi. Trey đã bị chôn giấu ở dưới này luôn nè. Rồi, mình cho Trey lên luôn đi nha. Rồi, các bạn ơi, chúng ta đã mang những món đồ chơi này về cho anh siêu nhân nhện rồi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi những món đồ chơi này nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lấy cái hộp này ra coi nha. Mang qua đây các bạn ơi. Rồi, rồi mở ra nha các bạn. Lấy ra các bạn ơi. Wow, đây là một bạn robot các bạn ơi. Những chiếc xe biến hình robot á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nha các bạn. Lấy ra. Rồi, đây là cái mình nè các bạn. Rồi mình sẽ ráp vô nha.
Đó, xong rồi các bạn ơi, bạn robot này đẹp quá các bạn ơi. Phía dưới nè các bạn, phía dưới là bạn xe cứu hỏa và bạn xe cứu thương. Còn đây là một bạn máy bay nha các bạn. Đó, và đây là một bạn phi thuyền nè các bạn ơi. Còn đây là một bạn xe cảnh sát nè các bạn. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở hộp đồ chơi tiếp nha. Ở bên đây, ở đây có cái gì nè các bạn. À, đây là những anh siêu nhân các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy những anh siêu nhân này ra. Coi coi, bên trong này là siêu nhân gì nha các bạn. Đó, mở ra các bạn ơi. Đó, rất là nhiều siêu nhân luôn các bạn. Wow. Đó. Rồi, lấy siêu nhân ra nè. À, đây là những anh siêu nhân gì đó các bạn. Ồ, nhìn lạ quá các bạn ơi. Ồ, mà mấy anh này nhìn đẹp quá ha. Ồ, anh này là màu xanh lá cây nha các bạn. Rồi, mình sẽ để anh siêu nhân này ở đây. Rồi, bên đây, đây là anh siêu nhân màu xanh nước biển nè các bạn ơi. Đó, hai anh này đều màu xanh luôn. Rồi, mình sẽ cho anh này ở đây nha. Đó, cho anh này ở đó đi. Rồi, còn đây là cái gì đây? Ồ, đây là cái gì mình cũng không biết nữa. Rồi, cho ở đây luôn. Wow, còn đây là cái mặt nạ nè các bạn. Đó, mặt nạ siêu nhân nè các bạn ơi. Ồ, nhìn ngầu quá ha. Rồi, cho qua đây luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp nha các bạn. Đó, ở đây là có một cái vỉ gì nè các bạn. À, đây là vỉ robot các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy cái vỉ này ra coi. À, mở ra nha các bạn. À, trên này nữa các bạn ơi. À, đây là một bạn máy bay đó các bạn. À, máy bay nè. À, biến hình robot đó các bạn. Còn đây là bạn gì đây? Ồ, đây là một bạn xe hả? À, đây là một bạn xe tăng các bạn ơi. À, xe tăng biến hình robot nè. Rồi, còn đây. Đây là bạn gì đây các bạn? Ồ, để mình coi coi. À, cũng là một bạn xe luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng không biết bạn xe này bạn xe gì nữa. Giống như xe bọc thép đó các bạn. Rồi, cho bạn này qua đây luôn. Còn đây, à, đây là một bạn máy bay phản lực nữa các bạn. À, máy bay phản lực biến hình robot nha. Rồi, cho qua. Rồi, còn đây, đây là một bạn máy bay phản lực luôn các bạn. Ô, bạn bị rớt mất cái đầu rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ để đây, tí nữa mình sửa chữa lại nha. Rồi, còn đây, đây là bạn gì đây? Ồ, các bạn biết bạn này là bạn gì không? Mà mình cũng không biết nữa. Đây là một bạn xe nè các bạn ơi, mà mình không biết bạn xe gì. Rồi, mình để bạn này đây luôn. Qua bên đây các bạn ơi. Wow, bên đây có chiếc xe gì rất là đẹp luôn nè các bạn. À, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát đó các bạn. À, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe cần cẩu múc cát này ra coi nha. Chiếc xe cần cẩu múc cát này á có chở theo một cái gì nè các bạn. À, đây là một cái thùng hàng các bạn ơi. Chúng ta có thể bỏ hàng vô đây nè các bạn. Rồi chúng hôm đó bạn xe cẩu múc cát này sẽ kéo đi nha. À, bạn xe cẩu múc cát của chúng ta phía trước này có thêm một cái xúc lập dùng để xúc đất xúc đá đó các bạn. À, còn trên này có ba cái nút gì nè các bạn ơi. À, có ba cái nút gì nè. Rồi bấm thử coi các bạn. Wow. Ồ, có âm thanh luôn các bạn ơi. À, nghe tiếng nổ máy luôn. Rồi nút này coi. Ồ, nút này là nhạc các bạn ơi. À, nhạc nha. Cái xe này rất là đẹp đúng không các bạn. À, hôm nay chúng ta đã giúp anh siêu nhân nhện tìm lại những bạn chó cứu hộ và những món đồ chơi của anh siêu nhân nhện rồi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ trời cũng đã chiều tối rồi, mình cũng phải về nhà ăn cơm, học bài và làm bài tập nữa. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.